Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ một video clip là thay ron của nắp máy xe hơi các bạn, xe Lanos nha. Thì các bạn thấy là sau một thời gian sử dụng này, thì cái ron nó bị chai đi, nó sẽ bị rỉnh nhớt. Chỉ như nè, đây nè, không rõ mà các bạn thấy nè, rất là ướt luôn, đúng không? Bây giờ mình sẽ gỡ cái nắp máy này để mình thay ron cho nó. Để cắt một cái hiện tượng là nhớt nó sẽ rỉnh ra theo chữ trẻ này nè. Thì đầu tiên để thay các bạn gỡ cái cổ này ra nha, gỡ cái ống hút gió ra, rồi sau đó dùng ống điếu hồi để gỡ những ốc này ra. Rồi sau khi mình gỡ cái nắp của một máy ra, mình dùng cái dao mình lấy cái ron này ra, rất là đơn giản luôn. Ron này lâu ngày nó chai rồi, nó thấy không? Cứng luôn. Cho nên là mình sử dụng thời gian nó chai, nó sẽ rụng nhớt cái đây, rụng nhớt cho cái đường ron này. Giờ mình thay ron mới vô ok. Nếu mà này ron riêng đó, thì các bạn có thể khắc phục bằng cách là mình dùng xà bông á, mình rửa đó, rửa sạch đó, rồi mình phơi, mình vũ cho khô, mình để dành để mình sẽ cua xài. Tại vì mấy ron mới giờ đó, khi mà thay vô á, thì nhiều khi có cái chịu cái không, có cái thì thay vô rất là êm, cũng có cái thay vô là nó bị rỉnh nhớt hoài, thì bắt buộc phải xài ron riêng nha. Thì ron riêng này bây giờ mình muốn phục hồi cho nó hết chai thì mình ngâm xà bông, ngâm xà bông mình rửa nó sạch, rửa xà bông sạch, rồi sau đó mình để cho khô mình tái sử dụng lại vẫn được. Đây mình mua được cái ron này, ron riêng này, nó có chiều nha. Các bạn lưu ý với mình nó có chiều nha. Đây nó có những cái mắt nè, nó theo chiều nè, mình gắn theo chiều đây nè. Ở đây nó có một cái khe nè, nằm ngay đây đúng nè. Cứ đưa vô thôi, rất là đơn giản. Nói chung là thay ron rất là đơn giản, nhưng mà mình lưu ý là cái ron lô á thì xài nó sẽ bị mau chai, cho nên là mình kiếm cái ron riêng mà mình gắn vô nè. Còn cái ron riêng này của nó nè, thì mình muốn tái sử dụng lại thì giờ mình rửa bằng xà bông á, mình rửa sạch nó thì mình để khô thì nó sẽ hồi lại, nó sẽ có cái độ dẻo lại. Các
bạn lưu ý cho mình nha, trên đây có những cái đầu ốc nha, đừng là mất nha, mất là nó sẽ định nhớt ở chỗ đây nha. Đây nè ha. Vậy thì mình sẽ ép vô thôi. Ok. Nếu mà kỹ thì mình lấy xăng mình rửa cho khô hết. Mình quay clip cho các bạn thì mình chỉ thị phạm các bạn cách thay rò thế nào thôi, còn nếu mình kỹ nữa thì mình lấy xăng mình rửa, mình thổi một thổi hơi cho nó khô. Rồi lắp vô, rồi lắp vô bạn nhớ chiều không, lắp nhớ mình cứ để vô ngay thôi, ngay nó rồi mình bắt ốc thôi là xong, chứ không có gì hết. Siết ốc thì nhiều bạn cứ thắc mắc là siết thế nào, mình siết đều tay nha, siết đều tay, siết từng cặp đều tay, hai ốc đầu trước rồi tới hai ốc giữa, tới bốn ốc giữa ha, bốn ốc đầu bốn ốc giữa mình siết đều tay. Tay mà mình siết một bên á, mình siết nặng một bên rồi sau đó mình siết tiếp mấy bên kia thì nó sẽ bị trên nha, trên lên, cho nên là mình siết thường là siết ốc thì mình siết hai bốn cái đầu ốc trước. Rồi. Lắp mặt máy này là triệu chứng là các bạn dở mà thấy định nhớt ra, hồi nãy mình có nó chỉ bàn xe rồi đó, định nhát ra. Siết cứng thì mình siết vừa nặng tay là ok, chứ đừng có siết quá nha, tại nắp thì bằng nhựa nha, bằng nhựa cho nên là mình siết vừa nặng tay là ok. Siết bốn đầu ốc vừa nặng tay là ok, đừng siết cứng quá, siết siết quá thì thứ nhất là sẽ tuôn đầu ốc, thứ hai là nó bể nắp nhựa này, bể thay nắp khác. Một số mặt máy, lắp mặt máy mà thì thời gian sử dụng nó bị chảy nhựa đi, nó bị hư đó, thì mình cũng phải thay. Còn cái nắp này mình kiểm tra thấy ok thì mình để luôn, mình sử dụng, mình chỉ thay ron thôi. Rồi siết vừa cứng tay đây nha. Siết bốn đầu ốc rồi siết ở giữa. Hai lưu ý bạn nhớ vậy nha, đừng có siết mà ở giữa, hoặc là siết theo chiều thì nó sẽ không có đều. Sau khi mình siết xong thì mình bắt ống lại thôi là xong. Rồi vậy là xong. Mình vừa chia sẻ bạn video clip là thay ron của nắp mặt máy ha. Thì nếu bạn thấy clip ý nghĩa các bạn vui lòng nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh mình nha, để mình có động lực ra tiếp video tiếp theo các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn.